Xin kính chào quý anh chị. Hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến quý anh chị chi tiết hơn một cái dự án ở sân bay gần sân bay Long Thành, Pokemon Group, dự kiến sẽ được triển khai vào quý 3 năm 2020. Đây là cái quỹ đất vàng nhà quý anh chị. Cái quỹ đất đây là như quý vị nhìn cái bản đồ quy hoạch đó, là cái khu màu đỏ, nó như cái khu đất đấu giá. Thì cái khu đất này á, Pokemon Group đấu giá thành công với cái giá trị rơi vào gần 1.270 tỷ đồng do công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Lợi, thành viên Pokemon Group, đấu giá thành công từ trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai. Cho nên cái quỹ đất này là quỹ đất rất là sạch, và sau này ra sổ thì rất thuận tiện với quý chị, đó là về cái mặt pháp lý. Còn về cái mà kết nối giao thông và về hạ tầng thì đây là người mình nói là tuyệt vời. Cái khu đất này nó tọa lạc tại mặt đường DT769. Cái đường này á, nó kết nối trực tiếp với quốc lộ 51 và quốc lộ 1A. Đây là từ dự án chúng ta di chuyển theo mặt tiền đường DT769, di chuyển về đây và sẽ đi ra về quốc lộ 51. Thì từ dự án chúng ta từ đây chúng ta di chuyển ra quốc lộ 51 thì nó rơi vào tầm khoảng 12 cây số. Và từ khu vực này á, di chuyển ra về quốc lộ 1 đó thì khoảng 20 cây, mà ngay chỗ ngã tư Dầu Dây với chị đó, đây ngã tư Dầu Dây. Còn nếu mà còn sân bay á, sân bay mà theo mà đường chim bay qua đây á, thì tầm khoảng 2 cây mấy 3 cây đó. Còn từ đây mà đi đến cái trục đường kết nối với sân bay nè, cái khúc này nè, là tầm 3 cây đó. Đây là sân bay nguyên khu này, cái cảng hàng không quốc tế Long Thành đây, đó có hình màu tím. Một điều mà cái dự án chúng ta đẹp nữa là cái dự án chúng ta nằm cạnh ngay khu tái định cư Bình Sơn, quy mô 81 hectare. Đây là một trong hai khu tái định cư vùng giải phóng sân bay Long Thành. Đây là hai cái khu tái định cư này dành cho cái cư dân trong vùng giải tỏa sân bay. Và những cư dân trong vùng giải tỏa sân bay sẽ được đền bù và họ sẽ được dời về đây để sinh sống đó. Thì đây là khu tái định cư Bình Sơn, tỉnh Cuba. Còn khu tái định cư Lộc An Bình Sơn cũng nằm mặt đường DT769 luôn, nhưng mà nằm trên đây là đúng vậy đó, là khu tái định cư cạnh nhau. Và cái xã Bình Sơn này á, theo quy hoạch của tỉnh Đồng Nai á, nó sẽ nằm trong vùng phát triển đô thị sân bay Long Thành. Nó có sầm ít hơn thì đến Long Thành nha quý vị đó, cái quy mô phát triển của nó sau này. Đó là trên cái bản đồ quy hoạch hiện tại của cái vị trí của khu đất thì chúng ta những cái mà tiện ích rất là đẹp đó. Thì cái dự án này thì bên công ty sẽ dự kiến triển khai vào quý 3 năm 2020, rơi vào tầm đầu tháng 7 tháng 8. Và sắp tới dự kiến là thông tin hơi nắm được là từ phía công ty. Nếu mà quý anh chị quan tâm dự án này ha, thì cứ liên lạc hoặc kết bạn với Huy Zalo, số điện thoại là 0988555089 đó, thì để Huy tư vấn thêm. Cái thứ nhất, cái thứ hai là để bắt đầu, để mà khi dự án chuẩn bị mà đến đây bung sản phẩm ra thì Huy sẽ bỏ cho quý anh chị đó, để quý anh chị có những cái lựa chọn sớm nhất và kịp thời. Tại vì hơi chắc ăn là cái dự án này báo thì sản phẩm sẽ cháy hàng. Thực chất cái giá mà đất ở khu vực xung quanh này hiện tại nó đã rất là cao rồi. Chẳng hạn như nói sơ sơ được vào đâu quý anh chị nè, cái mùa dịch Covid này,
Nhiều người ta sợ về an toàn thực phẩm này kia thì họ ta chọn họ mua thì bắt đầu giá cả thì phải nâng lên thôi, nhưng đất sân bay Long Thành cũng vậy. Nói chung là cái khu đất này nó thuộc dự án của Vingroup và nó nằm trong cái dạng bình ổn giá. Đâu anh chị mua thì cứ yên tâm về giá cả, chủ đầu tư chứ mà người giai đoạn F0 đó, để khoảng sau này mình là người đầu tư mua thì cái mức sinh lời của mình sau này sẽ rất là cao. Đó là cái lợi thế của mình nếu mà mình tiếp cận với nguồn thông tin sớm. Rồi nhắc lại một lần nữa, đây là khu đất hoàn toàn sạch nha quý anh chị. Đây là đấu giá từ từ trung tâm phát triển của đất tỉnh Đồng Nai luôn. Đó, đất này rất là sạch. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái hiện tại, cái khu đất này đã cấp sổ đỏ rồi, cấp sổ đỏ cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thịnh Lợi thành viên của Kim Group đó. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ đến với sổ đỏ. Đây, đây là giấy chứng nhận, đây là đó, đây là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đó. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thịnh Lợi. Đây là bản vẽ toàn bộ đất nha quý vị. Quý anh chị có thể lên Đồng Văn Mít đó, gõ cái xã Bình Sơn tờ bản đồ số 1 và số 94 thì sẽ hiện lên cái khu đất này. Thì trên cái khu đất này nó thể hiện và nó đầy những cái diện tích. Đây, diện tích của cái nguyên khu dự án là 49 hectare, 49.8 hectare đó. Rồi, quý anh chị thông tin ha. Đó, còn cái mục đích nè, và rồi bây giờ mục đích sử dụng nè, đất ở, đất là phát triển để mình bán đất để cho ở phân lô đó là khoảng 25.300, 253.980 mét vuông thì nó rơi vào khoảng 25 hectare đất ở. Đó, đất công trình giáo dục thì khoảng 2,7 hectare. Còn đất công trình dịch vụ đô thị như trung tâm thương mại đó, shop home buôn bán thì khoảng rơi vào 1 hectare, hơn 1 hectare. Đây có cái mục quý vị nè, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thịnh Lợi có trách nhiệm đầu tư dự án theo đúng quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đó. Đối với phần diện tích 204.180 mét vuông đó, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thịnh Lợi xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch chi tiết và bàn giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành quản lý theo quy định. Đó. Tức là khi khi xây dựng hạ tầng toàn bộ khu dự án này thì công ty Thịnh Lợi là sẽ có quyền có quyền bán cái diện tích đất là 25.000 đất ở nè, 253.980 mét vuông này, khoảng 25 hectare đó. Còn cái quỹ đất về đất giáo dục nè, đất trung tâm vụ đô thị đó, thì bàn giao lại cho tỉnh đó, cho tỉnh Đồng Nai, Ủy ban dân huyện Long Thành đó, để sau này phát triển về trung tâm giáo dục và trung tâm đô thị tại khu dân cư. Đó là quỹ đất này cũng bàn giao lại. Đây là hiện tại dự án đã có sổ đỏ. Tiếp tục, đây là cái sơ đồ quy hoạch theo một phần 500 của dự án đó.
thì hiện tại công ty đang tiến hành để trình lên các cấp để được cái phê duyệt cái quy hoạch này với anh chị. Và khi ra 1/500 là đòi triển khai hạ tầng thì chúng ta có thể thì cái hồ sơ pháp lý là cơ bản đủ để em được triển khai dự án. Đây cái đó, nhưng mà đây là cái tổng thể về sơ đồ mặt bằng của dự án Bình Sơn, đây mình còn gọi là khu dân cư Kim Oanh tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Thì qua những cái mục này thì anh chị cứ yên tâm về mặt pháp lý dự án nhé, đây là quỹ đất hoàn toàn sạch. Và tiếp theo thì mời quý anh chị tham quan về cái hình ảnh thực tế dự án sau cái ngày động thổ, thì bên chủ đầu tư đã tiến hành cái hạng mục gì rồi. Sau đây tôi xin mời quý anh chị tham quan nhé. Tại bây giờ chúng ta đang đứng trên mặt tiền đường DT7 số 9 nha quý anh chị. Đây là bắt đầu là ranh của dự án đây. Đó, toàn bộ khu dự án của chúng ta nằm phía bên tay phải. Thì hiện tại bây giờ chủ đầu tư đang đang múc đất để san lấp cái mặt phía chỗ mặt tiền cho nó bằng phẳng, rồi bắt đầu dựng dựng những cái vách dự án để sau đó triển khai hạ tầng phía bên trong. Đó, như quý anh chị đã thấy đã múc đắp đắp lên, sau đó dựng hàng rào tôn phía trên đây rồi. Nếu quý anh chị quan tâm dự án này cứ liên hệ với Huy qua hotline 0988 555 089 đó, để Huy được tư vấn hoặc có thể có những vấn đề gì thì Huy có thể hỗ trợ quý anh chị nhé. Đây là quỹ đất vàng ở ngay đường đi cày số 7 Long Thành nha quý anh chị. Đó, phía trước chúng ta là những cái hình ảnh xe múc ở những đoạn công trường đang thi công. Đây, những vách tôn này sắp sắp sửa được dựng lên rồi anh chị. Đó. Đây là toàn cảnh cái dự án của chúng ta.